giọt nắng đầu tiên trở lại, nhìn khu vườn khô trái bỗng che toang ngã thương dịu dàng, và những mầm lá xanh vươn trồi non mê mải, khát khao mùa hoa trái, khát khao ngàn ước vọng, và tình yêu sẽ trở về với ta sau bao ngày đông giá, và mùa xuân sẽ trở về thiết tha trong nụ cười trẻ thơ, những năm tháng mong chờ cháy lên trong vòng tay ấm, khi mùa xuân về thăm với ta bao niềm ước mơ. Giọt nắng đầu tiên trở lại, nhìn khu vườn khô trái bỗng che toang ngã thương dịu dàng, và những mầm lá xanh vươn trồi non mê mải, khát khao mùa hoa trái, khát khao ngàn ước vọng, và tình yêu trở về với ta sau bao ngày đông giá, và mùa xuân sẽ trở về thiết tha trong nụ cười trẻ thơ, những năm tháng mong chờ cháy lên trong vòng tay ấm, khi mùa xuân thì thầm với ta bao niềm ước mơ. Thưa giáo sư. À, cô Trinh, tôi đã yêu cầu cô hãy bỏ những tiếng xưng hô trịnh trọng như người xa lạ. Thưa ông, cô nên gọi tôi bằng anh được rồi. Thưa anh, tôi đã lập xong chương trình ở mục TTN, anh xem lại coi có cần bổ sung gì không. Cảm ơn cô, tôi sẽ xem lại. Cô có thể về trước. Chào anh. À, cô Trinh, tôi xin lỗi, cô ngồi lại vài phút. Tôi muốn hỏi cô về hoạt động của Thăng và bọn trẻ hiện nay. Tôi cứ tưởng là anh Thăng đã báo cáo trực tiếp với anh rồi mà. Mấy hôm nay dù đầu trong đề tài nghiên cứu mới, không liên lạc được với Thăng, nhưng tôi linh cảm không bình thường về công việc của chúng ta. Cô và Thăng có linh cảm như vậy không? Không, tôi bận luôn với anh ở đây mà. Tôi thì không linh cảm, mà thật sự muốn cuộc thể nghiệm của chúng ta thiết thực hơn, ít nguy hiểm hơn cho anh Thăng. Ý cô muốn nói là câu lạc bộ vui sống của chúng ta khó mà kiểm soát được các em. Hiện nay bọn xấu đang lộng hành. Chúng ta làm công tác khoa học, công trình của chúng ta là trắc nghiệm tâm lý. Tôi muốn giải quyết mọi mâu thuẫn xã hội bằng những biện pháp tâm lý. Thật ra, thưa anh, đó cũng là vấn đề băn khoăn lớn của tôi sau thời gian cộng tác với anh. Nếu tôi không lầm thì cô đang nghi ngờ về giá trị đề tài của chúng ta. Tôi quan tâm tới thực trạng quá tải của câu lạc bộ vui sống. Tôi nghĩ rằng
những biện pháp vừa qua là không tưởng. Theo tôi, với bọn tội phạm, đấu tranh mới là biện pháp hàng đầu. Cô nói sao? Đấu tranh à? Cô quên là chúng ta đang thể nghiệm à? Thưa giáo sư, nhưng dù sao tôi cũng không yên tâm. Khi thấy thằng luôn luôn lao vào cái ác, như một người từ trên trời rơi xuống. Tính mạng con người là quý, không thể xem thường được. Tôi xin hỏi giáo sư, bọn xấu kinh doanh ma túy đang nhắm vào thanh niên và học sinh, giáo sư có tính dùng biện pháp tâm lý với bọn ấy không? Bây giờ tôi xin chào. Chào cô. Hôm nay Nga có chuyện gì vui, nói cho mình nghe với. Chẳng có gì, Hằng nó bày đặt chuyện á. Có gì đâu mà phải giấu. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Nga là một cánh chim tự do. Nga thôi việc ở bưu điện rồi. Sao vậy? Sao lại nghỉ việc ở bưu điện? Làm việc ở đó tốt lắm mà. Tôi không thích bị gò bó gì giờ giấc. Tôi ra làm nhân viên tiếp thị cho hãng của chú tôi. Yeah. Mục đích chính á là có thời gian rảnh nhiều hơn để làm việc bên cạnh anh Thắng. Nga có lòng tốt như vậy à? Tốt hay không có trời Phật mới biết. Đúng, trời Phật sẽ phù hộ tôi, cho tôi sức khỏe bền bỉ để giúp người tốt làm việc tốt. Ai bảo Trinh bỏ rơi người ta, Trinh phải cảm ơn Nga mới đúng. À quên, nên buồn hay nên cảm ơn ha? Tôi đã gắn bó với ai đâu mà bỏ rơi. Vả lại lúc này tôi bận lắm, phải chuẩn bị bảo vệ luận án vào giữa tuần tới. Vậy Trinh có dành buổi sáng chủ nhật này họp mặt với câu lạc bộ Duy Sống không? Cùng họp với hội bảo trợ trẻ em chứ gì. Đúng, tôi tưởng... Tưởng gì? Tưởng là quên chúng tôi rồi. Không quên đâu, tôi sẽ có mặt cùng các bạn. Và cũng hy vọng rằng các bạn không quên tôi, sẽ đến với tôi vào sáng thứ tư tuần sau. Kính thưa hội đồng giám khảo, thưa quý vị khách mời, thưa các bạn, trước hết tôi xin tỏ lời cảm tạ giáo sư đã hướng dẫn luận án cho tôi, tiến sĩ Phan Trọng Thắng. Tôi cũng không quên ơn những người đã hết lòng giúp đỡ tôi trong việc hoàn thành luận án này. Mà trước hết, đó là người cha thân mến của tôi. Cũng phải kể đến các bạn hữu cùng hoạt động với tôi trong việc chăm sóc trẻ em. Lạ quá, sao không thấy Thắng? Cả cô Nga nữa. Nga mệt lắm phải không? Một chút nữa là tới rồi. Thưa quý vị, trong một chuyên đề nghiên cứu khiêm tốn, tôi muốn một lần nữa khẳng định ảnh hưởng quan trọng của gia đình và xã hội đối với sự phát triển của tuổi trẻ. Nhưng điều cực kỳ quan trọng là pháp chế hóa nó như thế nào để bảo đảm tính kháng nhiễm cho lớp trẻ. Những vấn đề quanh tuổi thanh niên đã được nhiều học giả đề cập. Tôi chỉ mong làm sáng tỏ thêm một vài điểm. Nhưng sự cố gắng của tôi chắc cũng không tránh khỏi những điều lặp lại và những thiếu sót. Luận án của tôi chia làm 3 phần. Phần thứ nhất, thực trạng hiện nay về đời sống của thanh thiếu niên, một thực trạng gây cho chúng ta nhiều nỗi băn khoăn. Phần thứ hai, những nguyên nhân đưa thanh thiếu niên đến hoàn cảnh hư hỏng. Những nguyên nhân ấy có thể là thiếu sự quan tâm của gia đình, đời sống vật chất quá khốn khổ, nhịp sống hối hả, bị kẻ xấu dụ dỗ vào đường ma túy, mãi dâm. Phần thứ ba của luận án là những biện pháp ngăn ngừa và cứu chữa giúp cho thanh thiếu niên có thể hòa nhập vào cuộc sống xã hội lành mạnh và tránh xa lối sống đồi trụy. Những biện pháp ấy đòi hỏi sự phối hợp giữa gia đình và học đường với sự hỗ trợ của chính quyền. Điều quan trọng hơn hết là làm thế nào để duy trì được một nếp sống tôn trọng pháp luật, tinh thần xem trọng luật pháp
bao giờ cũng là điều kiện thiết yếu để bảo đảm cho một xã hội được công bằng, văn minh và tiến bộ. Sau đây, tôi xin đi vào chi tiết. Tới tao mày. Hút có ít thôi, hút nhiều quá mày ốm như tao à. Xạo, mày muốn hút nhiều hơn tao á. Còn để dành cho mấy em kìa. Thôi, tụi em không hút đâu, tụi em ra ngoài chơi. Đi tụi bay. Đi đi. Thưa quý vị, tuổi trẻ là tuổi tràn đầy sinh lực, đầy ước mơ, phải được giữ gìn cho thật trong sáng. Nhưng thực trạng cuộc sống hiện nay cho chúng ta thấy rất nhiều chuyện đau lòng. Ví dụ, một thanh niên đã phải hầu tòa vì bất mãn khi mẹ rầy la, dám đập đầu mẹ mình, cầm dao đâm bà suýt chết. Bị can dù có hối hận cũng đã muộn. Bản án 20 năm tù đã xóa đi một quãng đời thanh xuân, đã làm cho người mẹ càng đau khổ thêm. Lần khác, chính tôi đã chứng kiến một cảnh đáng buồn khác, mà người bạn có lòng tốt của tôi là nạn nhân. Non, je veux pas. Allez-y-en, laisse-moi. Non, 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 merci. Allez-y-en, hein. Allez-y-en. Non, 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 non. Dégagez-vous. Laisse-moi, hein. Non, non. Non, non. Hey, 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 toi. Salaud. Arrêtez, il est mineur. Ah, merci, monsieur. Đừng giận chú nha. Chú không bắt thì ông Tây cũng bắt, còn đánh cháu nhiều hơn nữa. Nè em bé, đừng làm bậy nữa nha. Có phải thằng cha đi với con nhỏ đó không? Dạ phải. Chú bay theo tao. Anh nghĩ gì vậy? Tôi thấy câu lạc bộ vui sống của chúng ta nên làm một cái gì để giúp đỡ các em bé lang thang ở ngoài đường phố. Ủa gì đà hả mày? Bớt người ta. Thưa quý vị, thực trạng xã hội cho thấy muốn làm việc tốt không phải bao giờ cũng gặp được hoàn cảnh thuận lợi. Nếu không nhẫn nại, kiên trì, những người hoạt động từ thiện dễ nản lòng và có thể bỏ cuộc. Để giúp các thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn hội nhập vào cuộc sống xã hội lành mạnh, hiện nay toàn thành phố chúng ta có khoảng 40 mái ấm, trường vừa học vừa làm và 25 cơ sở dạy trẻ khuyết tật. Điển hình nhất là Trung tâm Giáo dục Dạy nghề ở Bình Triệu. Mỗi năm trung tâm đón nhận từ 500 em đến 900 em. Các em trôi dạt từ những miền quê vào thành phố, lang thang không nhà, kiếm sống bằng đủ thứ nghề, không ngại cả những việc phạm pháp. Các em ấy được nhập học từ những đợt thu gom tệ nạn xã hội. Đầu vào dù phức tạp thế mấy, thì nhiệm vụ của trung tâm vẫn phải là trả cho đầu ra những con người thật sự. Mục đích của chúng ta, những người quan tâm tới việc xây dựng một xã hội lành mạnh, là luôn tìm mọi cách để đào tạo những con người lương thiện. Nhưng điều này không dễ thực hiện. Tôi nghĩ rằng không phải chỉ có tấm lòng là đủ, mà phải có phương pháp, phải đi tới sự thống nhất quản lý, có được một chính sách đồng bộ để giữ gìn tốt trật tự xã hội. Muốn như vậy, phải thể chế hóa tất cả thành pháp luật, công khai rõ ràng để đạt được mục đích ngăn ngừa và trừng trị. Tôi xin chấm dứt phần tham luận của tôi ở đây.
Xin mời sinh viên Trần Thị Mai Trinh. Sau khi họp và bỏ phiếu kín, luận án của cô Trần Thị Mai Trinh đã được đánh giá là xuất sắc với lời khen đặc biệt của toàn thể hội đồng giám khảo. Chúc mừng sự thành công của cô. Dạ. Những gì con có được là nhờ sự chăm sóc của ba. Con. Không lẽ anh Thăng và Nga quên bữa nay sao? Hình như là tụi nó kìa. Phải chúng nó hay không, Nga cũng nên giữ bình tĩnh. Tại sao em bỏ học, bỏ nhà đi mà không nói với ai hết? Tại sao vậy? Sao chị biết em đi? Em Trang, bạn của em, nói em có rủ nó ra đây, nhưng nó không đi. Đồ phản bội. Đừng như vậy, nó muốn tốt cho em mà. Chào các bạn, tôi là Thăng. Các bạn đi chơi có vui không? Tại sao em bỏ học? Buồn. Tại sao buồn? Suốt ngày ba không gặp em để trò chuyện, không hề biết em học hành, giải trí ra sao hết. Vậy hai có ngược đãi em không? Không có gì đáng kể, nhưng em không muốn thấy bộ mặt lạnh lùng, hãm tài của bà ấy. Sao em không đến với chị? Chị có đời sống riêng của chị, em không muốn quấy rầy. Thôi, bây giờ về với chị nha. Em chưa muốn về. Từ sáng tới giờ em ăn gì chưa? Chưa. Em đi ăn cùng với anh, với chị Nga nha. Em không thể bỏ các bạn. Vậy em mời họ đi luôn. Em nói với họ rằng anh thật tình muốn mời tất cả. Các bạn ơi, ra đây. Tôi có chuyện này muốn hỏi ý của các bạn nè. Cô nghĩ xem, họ có bằng lòng đi với mình không? Em chịu thua. Tâm tính của bọn trẻ này khó hiểu lắm. Sao? Các bạn quyết định đi. Được mời thì đi. Để xem người ta muốn gì. Các bạn đồng ý không? Đồng ý. Đồng ý. Tao không đi, ở lại dữ liệu. Được rồi, tụi mình đi.
Lát nữa đem thức ăn về cho người giữ lều. Ừ. Đúng rồi đi. Ừ, đi. Ê Hiệp, cho tao có thuốc. Mới biết hút mày đã hút cho cố. Một điếu thôi. Thôi mình đi. Ở lại coi đồ cẩn thận nha mày. Được rồi, đi đi. Đi. Đi ăn với tụi anh, đừng có ngại. Mời các em ăn tự nhiên. Ăn đi. Nè. Các bạn chị. Nè, ăn đi. Ai đã bày đặt ra chuyến đi này? Hắn á. Các em ra đây bằng gì? Riêng, hai chiếc chở ba. Rồi tính chừng nào về? Anh hỏi anh Hiệp đó. Hiệp, em nói đi, tính chừng nào về? Khi nào hết vui hoặc hết tiền thì về. Bộ ở nhà không vui sao? Nhà vắng như cái chùa Bà Đanh. Ông già bà già thì đi tối ngày, cứ lo ấp phe rồi lại bồ bịch. Thì mình cũng đi kiếm bộ cho vui. Còn Mỹ thì sao? Em chưa có bộ, mới thử đi bụi thôi. Thấy con Diễm nó buồn, rủ nhập băng cho vui. Ba má em làm gì? Họ thoa nhau rồi. Ổng có vợ khác. Bà bán giảng ngoài chợ. Gần đây bà cũng có ông khác. Thôi chị nói chuyện với hai con nhỏ này đi. Để tụi nó ăn hoài, mập tròn như cái lu, bồ tụi nó sẽ chê đó. À, em giới thiệu với chị, đây là Ngọc, bồ của hắn đó. Còn đây là Ánh, bồ của anh Phong đang giữ liều ngoài kia kìa. Không có ai, ra tay đi. Hết điếc, đúng là trào lưu tốc độ. Tụi nó đua quen rồi, chạy một xe mà cũng như đua vậy. À,
vậy? Gì vậy Phong? Mất hết. Mất hết rồi. Mất. Mà mất cái gì? Mất hết quần áo, đồ đạc ở trong lều. Hả? Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Mà tại sao vậy? Tao cũng quên. Khi thức dậy thấy mất hết rồi. Anh Hiệp, đồ của anh để chung với em mất hết rồi. Ở đây không một bóng người. Đằng quán ăn về đây cũng không gặp ai. À, hồi nãy có hai thằng chở nhau trên xe gắn máy chạy ngang. Chắc là tụi nó rồi chứ không ai hết. Anh còn giữ tiền riêng không? Anh đã giao cho em cất rồi mà. Anh Phong, mất tiền của anh đâu rồi, còn không? Cũng mất luôn rồi. Chết rồi, cả bọn mình không còn đồng nào. Làm sao đây? Trời ơi, chồng già cũng mất hết trơn rồi. Phải tìm cách trở về nhà thôi. Giờ sao, về bằng cách nào? Sao vậy anh Hiệp? Sao anh? Để từ từ rồi tính. Từ từ gì nữa? Đúng rồi. Trời ơi. Chị, giúp tụi em nghe chị. Tôi luôn nghĩ rằng muốn thuyết phục được lớp trẻ, tốt hơn hết vẫn là những biện pháp thuộc về tâm lý. Giáo sư quen làm việc trong phòng nghiên cứu, còn tôi thường va chạm với thực tế ngoài đời. Tôi cho rằng cần phải bổ sung thêm những biện pháp cưỡng chế. Con người không thể sống yên trong xã hội vô kỷ luật. Biện pháp cưỡng chế à? Em Thăng đó à? Vào đi. Chào hai người. Xin phép anh, tôi đến trễ nên không thể chúc mừng sự thành công của Trinh bằng quà tươi. Quà giải này không tươi nhưng mà bền. Bền như tình bạn của chúng ta vậy. Anh đã không quên tôi. Tôi rất vui. Quên làm sao được. Hai người ngồi đi, chúng ta cùng nói chuyện. Cô có thể để quà ở trên bàn cho thoải mái. Tôi có chuyện gấp đi Long Hải, vừa mới về tới nên sáng nay không tới dự được buổi lễ trình luận án. Chuyện gì? Cô Nga được tin em gái theo bạn bỏ học đi quan. Cô ấy nhờ em đưa đi tìm cấp tốc. Nga nhờ tôi nói với cô vì bằng chuyện gia đình nên chưa tới gặp cô để chúc mừng. Có gì đâu, Nga khách sáo quá. Em gái Nga bây giờ ra sao rồi? Đã về ở chung với cô ấy và hứa sẽ đi học lại nghiêm túc. Cô bé bằng lòng trở về một cách dễ dàng à? Không, phải dỗ ngọt á mới tiếp xúc được với bọn trẻ. Và khi thấy mất hết tiền rồi, họ mới chịu quay về. Cô Trinh thấy đó, đối với tụi trẻ rất cần có biện pháp tâm lý. Tôi đâu có phủ nhận, tôi chỉ nói là cần phải có biện pháp bổ sung. Chúng ta sẽ suy nghĩ thêm về việc này. Mấy đứa trẻ bên mái ấm vui sống ra sao rồi? Đã giao lại cho họ bảo trợ trẻ em chăm sóc. Như vậy cũng tốt. Từ nay anh giao cho Thăng công tác mới, tổ chức hệ thống tư vấn ở các trường học, các nhà văn hóa thanh niên, để hướng dẫn, giải đáp mọi thắc mắc cho thanh niên và học sinh. Việc này có hai điều lợi ích. Một là giúp cho thanh thiếu niên có được nếp nghĩ, nếp sống lành mạnh. Hai là có cơ hội tìm hiểu thêm giới trẻ. Từ đó, chúng ta sẽ rút ra kết luận trong việc giáo dục thanh thiếu niên giữa biện pháp tâm lý và biện pháp cưỡng chế, nên coi trọng biện pháp nào hơn. Nếu cô Trinh đồng ý, cô sẽ hỗ trợ Thăng về mặt chuyên môn và nội dung. Thăng có nhiệm vụ theo dõi mọi hoạt động, báo cáo và đề xuất những điều cần thiết cho công trình nghiên cứu. Dạ. Hai người có thể cho người cộng tác. Vậy công việc ở đây như thế nào? Tôi sẽ có một thư ký. Còn cô, mỗi tuần xin cô dành cho tôi 2 ngày để giải quyết những việc cần thiết. Tôi đề nghị hai người bắt tay vào việc mới, càng sớm càng tốt. Vô. Anh Hai. Chào anh Hai. Ngồi đi. Dạ. Sao rồi?
Tụi em vừa về là tới đây liền. Mọi việc đều ổn. Anh Tư hả? Ngày mai vô tới à? Vậy chừng nào gặp nhau? Chỗ cũ được không? Dần dần tôi sẽ đúng hẹn. Công việc sao? Kể coi. Gom hết tài sản của nó. Nhanh còn. Dạ, đây là tiền, đồng hồ, đồ trang sức của chúng nó. Nhưng mà nè, tụi bay có hớ hên để cho nó nhận diện không? Dạ vậy anh hai, tụi em đổi cách ăn mặc, hóa trang kỹ. Tụi bay giữ lấy. Kỳ này tao không thâu chiến lợi phẩm. Sau khi lấy ra thanh toán bữa tiệc này, dư bao nhiêu cho hai đứa bay đó. Cảm ơn anh hai. Tiền của lấy được bao nhiêu đó không xứng công. Nhưng mà về sau, mấy đứa nhóc con đó sẽ bị gia đình cắt nguồn tài chánh. Tụi bay lợi dụng cơ hội kéo về làm tay sai đắc lực. Tụi bay theo sát chúng nó, cột chúng nó vào đường dây của chúng ta. Rõ chưa? Rõ. Còn mày sao nãy giờ chưa nghe báo cáo? Thưa anh, mấy con nhỏ bên vũ trường Sao Băng rất lộn xộn, không chịu nộp thuế sòng phẳng. Thằng Mạnh đã cho mấy đứa biết thế nào là lễ độ. Thằng Mạnh đã báo tin với tao hôm qua, nó vẫn đóng thuế đầy đủ. Bây giờ đứa nào ra ngoài kêu tài phán, lựa mấy con nhỏ ngon lành nhất đem vô đây. Vô. Dạ. Yeah. Alo, ba hả? Con đây, Nga đây. Có chuyện gì? Ba biết em Diễm đã bỏ nhà bỏ học đi bụi không? Con mới vừa tìm được em về. Nó đi đâu kệ nó. Đồ con cái hư. Ba nói gì? Ông nói em là con cái hư. Đã hư rồi, em cho hư luôn. Vô, vô mày, vô đi. Vô. Chậm đi. Vô đi. Xuống đi, vô em. Tất cả ngồi xuống. Mấy người bị bắt quả tang, tắt đèn trong phòng để làm chuyện mờ ám. Bây giờ mời tất cả mọi người về trụ sở công an để làm việc. Đi thì đi, mình có làm gì đâu. Thôi, em đừng buồn. Ba nổi nóng nhất thời thôi mà. Thời gian sẽ hàn gắn tất cả. Chị đừng nhắc tới ổng nữa. Em coi như mình đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Nhưng em còn có chị. Chị thương mến em nhiều. Em đừng phụ lòng chị. Sáng mai chị sẽ dẫn em tới trường, bảo lãnh cho em học lại. Nghe em. Em không học nữa. Em hãy nghe lời chị. Em suy nghĩ kỹ đi. Em buồn ngủ lắm rồi. Chị để yên cho em ngủ. Tôi đang tuyển thêm bọn trẻ để mở rộng tầm hoạt động. Cần tổ chức mạng lưới bán lẻ ở các chung cư và trường học là những nơi tập trung thu hút nhiều khách hàng nhất. Tôi cũng thấy vậy.
Này, nên thận trọng. Hãy giao cho các đàn em trung thành làm việc ấy. Đừng lộ mặt. Nhất định rồi. Này, có người bảo kê chưa? Phải có ô che phòng khi bất chắc. Có rồi. Chắc hơn và kín đáo hơn tên Vũ Xuân Trường ngoài ấy. Hai nhị, mấy chuyến trước làm ăn trôi chảy, tôi tin anh. Kỳ này tôi vào đây giao cho anh 1 kg bạch phiến, tổ chức bán lẻ khéo thì tiền lời trên dưới 800 triệu. Ngoài những câu hỏi đã ghi trên giấy, các em có thể nêu những thắc mắc tại chỗ. Những câu hỏi có tính cách chung, không ngại người khác nghe, sẽ do thầy Thăng đây giải đáp. Còn những câu hỏi có tính cách riêng tư, tôi sẽ giải thích ở phòng bên. Ai là người đầu tiên muốn tiếp xúc riêng? Xin đứng dậy đi theo tôi. Bạn đi trước đi. Cảm ơn. Đây, xin giao lại anh giải quyết. À. Em đi theo tôi. Chúng ta bắt đầu làm việc. Em Nguyễn Minh Tâm. Dạ có. Em ngồi xuống đi. Đây là những câu hỏi của em. Tệ nạn ma túy đang xâm nhập vào học đường một cách đáng lo ngại. Ma túy là gì mà có sức thu hút mạnh mẽ như vậy? Có thể tìm được biện pháp ngăn ngừa nào hữu hiệu không? Đúng vậy. Theo ghi nhận của Bộ Nội vụ, hiện nay số học sinh và sinh viên nghiện ma túy đang ngày một gia tăng. Sức thu hút của ma túy như thế nào? Gây cảm giác gì cho người sử dụng? Thật ra tôi khó nói cho các em biết chính xác, vì tôi chưa có diễm phúc, hay đúng hơn là tai họa, thử nếm hương vị ấy. Thử chơi trò chơi cắm máy. Tôi nhớ ra rồi. Tôi có đọc tài liệu. Theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới thì ma túy là một chất khi đưa vào cơ thể của một sinh vật sẽ làm thay đổi nhiều chức năng của cơ thể. Chẳng hạn như giảm đau, gây ngủ, tạo ra ảo giác. Nếu dùng ma túy nhiều lần sẽ thành nghiện. Ma túy gây cho người sử dụng nó một vị thèm muốn không thể kềm chế. Nó buộc người nghiện phải tiếp tục sử dụng bằng mọi giá, tạo ra sự lệ thuộc không dễ dàng dứt bỏ. Mời cô. Đây là cô Thiên Nga, cộng tác viên của chúng tôi trong tổ tư vấn. Việc ra sao rồi? Tạm ổn. Tôi mới đem Diễm vô trường học tiếp. À, chúng ta tiếp tục. Về biện pháp ngăn ngừa tệ nạn ma túy, tôi nghĩ rằng phải có sự phối hợp toàn diện giữa chính quyền, học đường, gia đình và xã hội. Về phía chính quyền, cần có những biện pháp truy tầm và trừng phạt nặng nề những kẻ buôn bán ma túy, tổ chức cai nghiện những người lỡ bước xa chân. Về phía nhà trường, kiểm tra gắt gao học sinh, ngăn ngừa việc rủ rê nhau vào con đường xấu. Về phía gia đình, phụ huynh cần thường xuyên tìm hiểu con em mình để giáo dục tốt bằng thái độ thông cảm và những lời tâm sự. Về phía tập thể xã hội, mọi người dân nên thấy rõ ma túy là tai họa lớn cho đất nước, giúp chính quyền phát hiện những ổ sử dụng buôn bán ma túy để cùng nhau triệt hạ tận gốc. Vì ma túy, những kẻ nghiện ngập, nhất là giới trẻ, có thể trở thành trộm cướp, mãi dâm, gây nên tội ác. Mày phải chạy thật nhanh. Mà đó có hàng khá lắm, khi nào tao hô giọt, phải giọt thiệt lẹ. Biết rồi. Đó, đằng trước kìa. Đó, em sang vô. Tôi đã bị truy dữ dội về vấn đề ma túy và hậu quả của nó. Còn cô, mấy em có nêu câu hỏi gì đặc biệt không? Toàn là những tâm tình thuộc về tuổi mới lớn, mà mình thì ít kinh nghiệm về phương diện đó. Cho nên là phải nói theo lý luận sách vở và cảm hứng riêng của mình thôi.
Alo. Dạ phải, chính tôi là Thiên Nga, chị của Diễm đây. Xin báo cho cô biết, em gái cô sau khi vào lớp học tiết đầu đã trốn ra khỏi trường. Có chuyện đó à? Phải. Các bạn của Diễm nói có thấy một thanh niên đón ở cổng trường, rồi sau đó chở đi bằng xe riêng. Xin cảm ơn bà cho biết tin, tôi sẽ cố gắng thu xếp. Em Diễm lại bỏ học nữa rồi. Tôi phải đi tìm nó. Tôi không thể để cô đi một mình. Xin cô Trinh về làm việc với anh Thắng như đã hẹn. Tôi phải đi với cô Nga. Dạ. Theo tôi đây không phải là chuyện trốn học bình thường. Em gái của cô có thể bị rơi vào tay bọn xấu. Thưa ông, vậy phải làm thế nào? Tôi lập tức cho truy tìm. Khi nào có tin tức gì tôi sẽ báo cho cô biết. À, cô vui lòng cho số điện thoại nhé. Thưa ông, số điện thoại di động của tôi là 090-825-473. Thưa ông, tôi có một đề nghị. Xin ông cứ nói. Tôi biết mặt những người đã rủ cô Diễm bỏ học, đi chơi ở Long Hải. Tôi có thể nhận diện ra họ. Do đó, xin ông cho tôi được tham gia vào tổ điều tra, truy tìm. Đáng lẽ đây là nhiệm vụ của chúng tôi. Nhưng chúng tôi đã biết ông qua công việc nuôi dạy trẻ không nhà. Chúng tôi tin ông. Dạ. Vậy xin ông cho địa chỉ liên lạc. Dạ đây. Đây là nơi cư ngụ, làm việc và số điện thoại riêng. Tôi nghĩ rằng một khi mình quyết tâm thì việc gì làm cũng được. Mỹ nói có mặt hai anh Phong và Hiệp sớm thấy tới. Lát nữa họ sẽ tới. Trong lúc chờ đợi đủ mặt, chúng ta cứ vui chơi trước. Uống nước em. Dạ. Uống đi. Dạ. Hút đi. Em không biết hút. Cứ tập thử đi. Con gái tiến bộ bây giờ phải biết mọi thứ như con trai vậy. Thử đi em. Hút đi. Ừ, cầm đi. Hút đi. Ráng một chút đi, rồi sẽ quen, sẽ thích. Ráng một chút đi, sẽ quen, sẽ thích mà. Tới việc mày. Hạ lắm. Hút đi anh. Sao hai anh Phong Hiệp lâu tới quá vậy? Đừng sốt ruột. Cứ tập hút thuốc cho quen đi. Họ sẽ có đủ mặt. Không có ai lẻ bạn đâu mà sợ. Mời anh Tư. Ở đây tụi tôi chu đáo lắm. Anh yên tâm. Nè, anh ba gửi hai chú tới đây à? Dạ phải. Thủ trưởng bảo ở đây có cuộc họp quan trọng, cần phải bảo vệ. Được rồi, hai chú canh chừng kỹ nha. Dạ. Anh ba thủ trưởng, một chức quyền lớn trong công an, ô che của tôi. Khỏi tắt nhạc, người nhà cả mà. Hôm nay tôi đưa anh tới đây để chung vui với chúng tôi trước khi về ngoại. Em ngồi với anh Tư nha. Đây toàn là em út tinh cẩn, cứ thoải mái thôi. Hùng, lo rượu và mồi nha. Dạ, có ngay. Ai chú ý, A1 đang ở ngã 6 Cộng Hòa. Ở đây vừa xảy ra hai vụ cướp dây chuyền nữ trang. Đối tượng đi xe Yamaha, tuyệt vô, mặc áo jean, đã chạy hướng Thủ Đức. A2 nghe rõ. A2 ở trận đầu.
Xin lỗi ông, đụng nhẹ thôi, không có gì đâu. Khoan, để tôi xuống tôi coi xe coi có bị gì không đã. Xe không có sao đâu. Đúng rồi, đúng là cậu thanh niên trong băng nhóm đi Long Hải vừa rồi. Được rồi, đi đi. Dạ. Anh chạy thật mau, bám theo chiếc xe gắn máy chở hai thanh niên phía trước. Xe hơi thằng Trả chạy theo không kịp, mất dấu mình rồi. Hình như là Phong với anh Đồng kìa. Tôi nói chứ ai, chắc mới làm một mẻ ở đâu nên bị công an đuổi theo. Chậm quá, để tao. Sao? Lại lên. Dạ. Phía sau mình có chiếc taxi chạy theo, rất khả nghi. Xuống xe. Mày là ai? Theo dõi tụi tao làm gì? Tôi đi tìm cô Diễm, em gái của bạn tôi. Đã bỏ học mấy ngày nay, đi đâu không biết nữa. Tôi nhớ mặt anh này, trước đây từng đi chơi với Diễm ở Long Hải, nên chạy theo để hỏi thăm. Đúng mày. Đúng. Hai anh có biết Diễm bây giờ ở đâu không? Có thể Diễm có mặt ở trong căn nhà kia. Anh đi với chúng tôi. Dạ. Lên xe. Dạ, cảm ơn. Anh ơi, bao nhiêu vậy? Dạ 50. À, chào nha. Người nhà, mở cổng. Mấy anh làm gì vậy? Mày lấy khăn nhét vô miệng nó, trói chặt tay chân nó lại. Đi theo dõi hả mày? Hùng, anh hai đâu? Anh hai đang tiếp khách lên phòng bên. Mời anh hai ra. Dạ. Ngọc và anh không tới đây à? Dạ có, nhưng mà sao? Sáng nay hai đứa có làm được mẻ nào không? Đây anh xem. Chà, tiền giấy khá nhiều, có cả ngân phiếu nữa. Tao nhập quỹ, rồi tính quê hồng với tụi bay, như thường lệ. Không được, lần này nguy hiểm. Tôi đề nghị chia làm 3 phần bằng nhau. Tôi và thằng Hiệp mỗi người 1 phần, anh 1 phần. Mẹ mày muốn giỡn mặt với tao hả? Còn thằng Đông, thằng Phong ra sao rồi? Hồi nãy tụi nó bị hai bồ câu trắng rượt theo rất sát. Rồi có một chiếc xe từng cảnh chặn đầu. Chắc hai đứa nó không thoát được đâu.
Nguy hiểm rồi, coi chừng chúng ta bị lộ. Mở cửa, mở cửa ra, mở cửa ra đi. Vô mở khóa cho con Ngọc. Qua phòng bên, nói anh Tư với con Ánh ra có chuyện gấp. Dạ. Anh đã làm gì em Ngọc? Hết thảy đều là của Chung mà. Con nhỏ này còn trinh, tao để dành làm giá. Còn con Ngọc, mày đã sai rồi, tao hưởng một chút có sao đâu. Khốn kiếp. Cho mày biết thế nào là lễ độ. Đứng yên. Tụi mày bước tới là tao bắn con nhỏ này liền. Để yên, cho tôi nói chuyện với anh ta. Anh hai bình tĩnh, thủ trưởng sắp tới rồi, sắp vào đây cứu anh. Đứng yên. Anh ba, anh tới kịp lúc quá. Em làm việc cho anh ba mà. Chú mày tưởng tao cùng phe với chú mày à? Công an không thể che giấu tội phạm. Các đồng chí thi hành nhiệm vụ. Rõ. Ra ngoài coi chuyện gì. Rõ. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Cô. Cô ơi. Alo, cho một xe cấp cứu đến ngay. Báo cáo, có một tên tội phạm vừa trốn thoát. Hắn chạy vòng ra phía sau. Hắn có súng bắn trả lại, anh em đang truy tìm hắn. Hắn là ai? Có liên hệ gì với chú mày? Dạ, người quen bình thường, đến chơi với tôi. Người quen bình thường? Người quen bình thường mà có trang bị súng? Trước sau về chúng mày cũng phải khai thôi. Các đồng chí, lục soát tất cả các phòng. Rõ. Mở trói. Dạ. Sao ông gan quá? Cũng may là ông tới kịp. Cảm ơn ông. Một mình ông xông pha và hang hùng, ông không thấy liều lĩnh à? Trong những trường hợp cấp bách, cần cứu người hoặc là một điều gì thấy cần phải làm, tôi thường hành động thiếu suy nghĩ. Còn tôi, nghề nghiệp tôi bắt buộc tôi phải suy nghĩ chín chắn trong mọi trường hợp. Tôi đã theo dõi bọn tội phạm này khá lâu, nhưng mà đã xong việc, tôi mới báo cho ông và cô Nga biết. Thôi, bây giờ ông theo tôi ra ngoài. Dạ. Kìa, Diễm. Diễm, cô ấy sao vậy? Đây là em cô Nga. Dạ phải. Tôi đã gọi xe cấp cứu. Alo, cô Nga phải không ạ? À, tôi xin báo cho cô biết, tôi đã tìm được em cô rồi. Hiện tại cô ấy đang nằm bất tỉnh. Tôi đang cho người đưa tới bệnh viện. Thưa bác sĩ, áp huyết bệnh nhân 10/6, mạch 80. Vậy là ổn rồi. Dạ. Dạ, dạ thưa bác sĩ. Chào ông. Dạ, con tôi ra sao rồi bác sĩ? Không sao, ông cứ yên tâm. Hiện tại chúng tôi đã cho rửa ruột để tẩy chất độc. Bệnh nhân cần nằm tĩnh dưỡng một thời gian ngắn rồi sẽ ổn thôi. Dạ, dạ, cảm ơn bác sĩ. Ba rất hối hận. Từ nay về sau, bà sẽ chăm sóc các con nhiều hơn. Việc đi vào thực tế để hoàn chỉnh công trình nghiên cứu của chúng ta xem ra chẳng bình yên. Một lần nữa Thăng đã lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm. Tôi nhận thấy nỗi băn khoăn của cô Trinh là đúng. Và cũng nhận thấy cần phải xét lại quan điểm
và phương pháp làm việc của chúng ta. Nếu có đề tài khác hữu ích cho công trình cải tạo xã hội thì hai người còn hăng hái tiếp tay với tôi không? Anh đã biết rồi, em là em trai của anh mà. Tôi rất thích làm những việc có ích cho xã hội, nhưng trong nhóm của chúng ta có một người không được may mắn. Cô muốn nói cô Nga phải không? Phải. Chị ấy mãi lo việc bên ngoài mà chuyện trong nhà thu xếp không xong. Nhưng cuối cùng có thể nói là việc nhà của cô Nga đã được giải quyết xong rồi. Cô Diễm sau bài học trầm trọng vừa qua chắc phải tu tỉnh lại. Nhất là cha cô đã hứa từ nay sẽ chăm sóc con chu đáo. Hôm nay là ngày vui của gia đình. Trước đây các bậc phụ huynh chúng ta thiếu quan tâm đến con em mình, khiến chúng bị bọn xấu lôi kéo. Từ nay tôi và các anh chị phải có trách nhiệm chăm sóc con em mình nhiều hơn, để hướng chúng tới một tương lai tốt đẹp. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau cùng ly chia sẻ niềm hạnh phúc hôm nay. Hay quá. Bây giờ chúng ta cùng nhau nâng ly nha. Dạ nha. Rồi uống. Khu trời bỗng che toàn ngã thương dịu dàng. Chúng ta đúng là những người từ cung trăng, chỉ biết hành động theo lương tâm và cảm tính. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ đã mở rộng thêm tầm nhìn của chúng ta. Rõ ràng là không nên mơ tưởng sẽ diệt trừ được hết bạo lực và tội ác. Không diệt trừ được, nhưng có thể đẩy lùi bằng pháp luật. Chúng ta hãy bằng lòng với những gì chúng ta có thể làm được, và không nên chấm dứt ước mơ, bởi vì những ước mơ của chúng ta bao giờ cũng đẹp. Sẽ trở về thi tha trong nụ cười che thơ, những năm tháng mong chờ cháy lên trong vòng tay ấm. Khi mùa xuân thì thầm với ta bao niềm ước mơ.